Xin chào các bác. Nay hai vợ chồng vừa lên đến đây. Sáng sớm trên nghĩa lộ mưa chút, đi đường trơn quá. Đi dọc đường còn mưa phùn nữa cơ. Dạo này thời tiết đang chuẩn bị vào mùa đông nên là thời tiết khá là lạnh. Hôm nay rất vui có cả bà xã Quỳnh đi theo. Hôm nay ở nhà là ngày nghỉ nên là các con cháu được nghỉ quá. Nên là nay vợ còn có thời gian nên là lên bản để nấu một bữa cơm cho bà con tại lán mới cậu. Trước là lán ở trên kia thì rồi đã chuyển xuống đây. Hôm nay hai vợ chồng đi từ sáng sớm nên là lên đến đây bà con mới ra làm thôi. Mà là đội của Lâm Biếu. Hôm nay mình là tổ mấy đấy anh? Tổ 3. Tổ 3. Bên kia chiều hôm qua thì con đã kè gần xong cái chỗ tường cánh phía bên trên này rồi, tường cánh cuối cùng đấy. Sáng ra anh Trinh đang đánh máy để lấp cái chỗ đất ở phía tường kè luôn các bạn. Lấp xong rồi sẽ chắc là sẽ xây tiếp lên. Chào chị cô. Chào chị. Dạ. Đây hôm qua anh em mà con đã kè lên đến chắc từ chỗ máy xúc múc lên chắc phải được hơn mét rồi. Vì gần hết cái tấm cốt pha rồi mà. Sau khi kè xong này lấp đất thì anh em sẽ làm một cái đường đi xuống đây nhé. Để con đi xuống suối để rửa xe hay là lấy cây chuối về cho lợn các thứ các bạn. Làm một đường bằng đất thôi. Lấp đất vào để xe máy đi xuống được. Cái sắt cuộn anh em cháu mang về để trên kia kìa. Cắt ra và đan rồi mới đổ ạ. Đổ dày 18 phân cơ. Bây giờ lấy xe rùa xuống chuyển đá vào kia. Cũng là cũng trộn cát đó. Cho ba người trộn xi luôn. Trộn xi trộn bê tông để đổ vào kia và mấy người xếp đá luôn. Nhưng mà cứ chuyển đá vào đây đã. Đây anh em cho chuyển xi từ đây xuống. Xi được lấy 8 tấn à. Chắc bây giờ còn khoảng độ 5 tấn rồi. Mẹ con đang bắt đầu chuyển đá rồi. Phải vào bên lán này. Hôm nay là có bà xã mình lên lần này là lần thứ 3 rồi.
trước là những ngày đầu tiên thôi. Ngày đầu tiên thì có cả bà xã lên rồi, có hôm Mạnh Thường Quân lên cùng đấy. Này không biết bà xã đạo diễn cho món gì đây. Này sẽ đạo diễn là một hai món dân dã ở trên bản để tiếp sức bà con được không ạ? Còn lẽ đến hôm nay thì cũng gọi là những ngày gần cuối cùng của công trình rồi. Chắc khoảng độ vài ngày nữa sẽ xong công trình thì sẽ phải xa bà con trên bản. Được không anh Chảy ơi? Được không? Không lên điện à? Đâu đó anh xem nào. Đây đấy, gạt cái này lên này. Ơi gạt cái này. Lê vào đúng không? Đấy, xong rồi mới để nổ. Bình này yếu quá. Bình yếu quá. Chưa để nữa. Khóa thôi. Không, cái đấy là điện thôi. Anh em đang nổ máy thì cái bình yếu rồi các bạn. Bình này nó dùng được hẳn mấy công trình rồi cơ. Nên là chắc cũng già rồi. Dùng được hơn năm rồi đấy. Từ hồi anh em làm cái công trình ở cầu Đề Trơ cơ. Đây là bảo anh Trinh lấy tặng cái bình ắc quy ở cái máy phát bé này. Bình bé đấy có đủ điện nổ không anh? Không đủ điện. Bình bé quá. Đây lại tháo tạm cái bình ắc quy cái xe win này. Xe của Chay à? Xe của anh gì? À. Đây cái cáng nó bị gãy này, tí nổ máy được để kia anh hàn cho. Này á? À. Rồi kệ hàn xong lại đứt. Hàn phải táp sắt vào cơ, ai hàn không thế nó toàn đứt ra thôi. Táp sắt vào bên cạnh nó. Ui trời. Lún. Ôi, ủng qua rồi. Bình của xe win này nhìn to hơn nhỉ? To hơn bình kia. Từ xe win to hơn. Ừ. Dài hơn. Vừa to vừa dài à? To rồi. Bình của xe win nó bé hơn. Nhưng mà còn đề được không đấy? Xe này không dùng đề, chả biết. À. Đẩy sang. Mình này cũng yếu rồi. Không còn thì đi luôn. Căng nhỉ. Đấy. Hai mình mới gái được ngay. Thầy ơi, bây giờ này cho cái bình kia mang lên trên kia để cắm sạc vào.
Trời, thời tiết ngoài này đang mưa các bạn. Đang mưa phùn phùn đấy. Mưa từ phía đầu nguồn. Đi chợ à cô? Đi chợ à? Mưa rồi. Hai vào hôm nay cứ vào trưa trưa là mưa rồi. Qua ở trong miếu có mưa không anh? Có chứ. Qua mưa to lắm. Vâng, qua nghĩa lộ cũng mưa to. Nó to mà nó nữa. Hay vào mưa vào trưa đến chiều tối cơ. Vâng. Đây ngó sang bên này thì thấy hai vợ chồng ở thôn Nậm 10 đang ra phát cỏ quế đây. Đây là những công việc thường xuyên của bà con ở trên bản vùng cao ấy. Mọi người bây giờ hầu như là chủ yếu về trồng quế là nhiều quá. Trước những năm trước kia mọi người còn phát bằng tay cơ, về sau mới sắm được máy, là dùng máy là nhiều. Máy nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Đây trở lại bên lán thì hôm qua chắc các bác theo dõi video thì có mấy cu con đi học về thì có hái được cái quả rừng đấy. Chắc mở ra xem nào, quả chua đấy. Sau rồi đến chỗ cầu còn bảo cần cháu hái quả để ở lán nhá. Tớ còn chưa ăn quả này bao giờ. Quả trứng gà. Hái ngay cái cây ở ven rừng thôi, ven đường ấy. Nghe bảo là quả chua nhưng mà chưa thử. Chua. Chua dã man. Hôm nay có bàn tay phụ nữ nấu nướng chắc chắn sẽ có những món ăn ngon vào buổi bữa trưa. Hôm nay xin phép chia sẻ về kênh của mấy chị em hương bếp vùng cao, thì do thời gian này đang vào mùa học đó, nên là chị em phải cho các con đi học và công việc gia đình nữa, nên là kênh của ba chị em tạm thời nghỉ đó. Công việc đồng áng gia đình này và hàng ngày cho các con đi học đón các con nữa thôi.
lại các chị em ở nhà thì làm hậu phương quán xuyến công việc gia đình rồi, nên là anh em tính gọi vùng cao mới đi làm công trình trên bản được các bác. Cũng có rất nhiều bác quan tâm và hỏi thăm đến thì thi thoảng mấy chị em mới có dịp thời gian thì các con được nghỉ học thì mới lên bản được đó. Chứ anh em nếu muốn các bà xã được đồng hành cùng nhưng mà do điều kiện gia đình thôi. Thế này xem nước ở đây thích không? Cứ chạy liên tục như này thôi. Đây phải có xô thôi. Có cái thùng to kia nhưng mà để đựng nước để đổ bê tông. Từ trước có cái chậu to đấy nhưng nó bị vỡ mất rồi. Khi mà con đi lần tận ở trên đồi kia xuống, không như ở dưới mình phải dùng nước máy. Đây là bên bếp củi của lán Ngàn Sao của anh em. Còn như bà con ở đây ai đi làm là mang đến một bó củi thôi. Nhưng mà thời gian này thì anh em làm xong thì những cây trống và những cây tre đấy không dùng đến nữa, anh em mang đến làm củi rồi. Hết dầu nữa hả? Hết dầu à? Bao giờ nấu cơm đun bếp củi cũng ngon hơn, ngon cơm hơn. Bây giờ ăn cơm khói. Cái nồi này làm món gì đấy? Vợ. Thịt luộc. Thịt luộc à? Phải sôi lắm vào đây. Bên này là cá rán à? Cá thì rán qua đi thì nên kho vào dưa. À. Om dưa nữa. Om dưa hơi chua chua thì ăn cơm ngon nhất. Mỡ nên là cái này thì mỡ đấy. Rán. Hôm trước thì có cả bà xã của anh Tuyến đã lên, nhưng mà lại đúng hôm vợ bận nên là không lên, không được gặp nhau ở trên này nhỉ. Xong rồi anh chị xong công việc ở nhà lại bận việc nên là vừa về rồi.
rắn. Trình đang múc cá cho con trâu gần các bạn. Hôm trước báo thấy có bác bình luận máy xúc dây nó rườm rà, nhưng mà một dây bỏ không là dây của cái máy đục nhé, và hai dây chống kia là hai dây tháo lắp nhanh đấy. Một cái dây bỏ không kia là dây của cái đầu đục đá, nên là lúc mình lắp gầu nó không cần dùng đến. Đây, đứng ở góc này các bác có thấy được trời mưa, trời đang mưa suốt từ sáng đến giờ, mưa phùn phùn lạnh lạnh. Hiện tại đã là 11:30 trưa rồi các bạn, con đã vào trong lán nghỉ rồi, con đã ăn cơm trưa xong sẽ chiều sẽ tiếp tục công việc.
Mưa quá nhỉ. Đấy. Nghỉ trưa đã được quá, 11 rưỡi rồi. À, còn một bom nhé. Tí đủ nốt bom đánh được. Cho nó nháo ra tí được. Mình đang múc cái đường lên nương cho bà con đó. Hôm qua thì có anh chủ đất ở chỗ này có bảo là nhờ múc một cái đường lên chỗ lán cũ đấy, và nhân tiện lấy đất để đổ thêm vào đường luôn. Rồi nhưng mà bà con bảo đủ nốt cái bom vữa kia đã mới nghỉ cơ. Nướng ớt để làm nước chấm. Ớt này nướng được thì nó thơm. Tỏi cũng nướng luôn á. Nướng ớt, nướng tỏi thơm. Để làm ra hai mâm thôi. Chuẩn bị đi đâu đây anh? Không ăn cơm hả anh? Ăn cơm đã, ăn đi. Đang làm cơm sắp xong rồi. Cho cháu đi học à? Đây có chú làm việc thì mưa quá ướt. Có thể phơi áo. Hơ áo. Na ba pe em lộp. Ô hôm nay thì phơi áo rồi. Cơm thôi nhỉ. Chú có lọ gì đấy ạ chú? Có mỡ không? Mỡ ạ. Lọ mỡ ạ. Đấy, để cho phục vụ đây mà. Sáng nay nhà cũng sao hết rồi. Đấy là nhà chín rồi. Dọn mâm ăn cơm thôi nhỉ. Còn mỗi món rau thôi. Rau món su su luộc. Món su su bà con lấy ở trong bản ra. Sắp xong mâm cơm rồi. Nay chỉ được 3 món thôi. Món cá này, món thịt luộc này và món đậu. Đây là hai gói này là của bà con ở trong Nậm Biếu mang ra
Cái này thì đây là nhiều món hơn này. Mang đi ăn cơm trưa. Cái này thì rau tổng hợp. Món gì đấy chú? Cà thịt, cà rau, cải, cà quả ớt thì làm một túi. Món tổng hợp đây là cơm quá. Cơm. Làm tổng hợp đấy. Đến bữa lại điện thoại. Ơi, đẹp màn hình cái này xanh này không phải của anh. Dạ. Tổng hợp chưa? Cả thịt tổng hợp. Cái này chú chuẩn bị từ sáng à? Vâng. Vâng. Mấy giờ dậy nấu hả chú? Từ 6 giờ. À. Nấu đến 12 giờ. Đây. Bên này cũng là suất của chị gái. Chị gái chuẩn bị hẳn 2 Âu. Một đầu canh và một đầu cơm nữa. Cơm đi. Cơm hôm nay đi. Vâng, thế là xong chưa? Có giá ớt rồi mà chú. Mâm kia có cái này không? Món cay không? Cho vào cái rổ ấy, nóng quá. Cẩn thận đấy, nóng. Mà hàng nó chiều sao? Dạ. Cơm ơi, cơm ơi. Vâng vâng. Cảm ơn các cô các chú nhé. Cơm nữa. Đó là sắp anh chị tới. Thôi mời anh em chị cơm nhé. Cơm nhé. Mời chú nhá, mời anh em nhá. Cảm ơn các cô nhá. Tiếp tục công việc buổi chiều ạ, nhưng mà anh em đang chuẩn bị nổ cái máy phát lên. Cái bình của máy phát này không vào điện nữa. Sáng nay nổ máy phát xong rồi cắm sạc cả sáng mà không vào điện. Chắc bình hỏng mất rồi. Đành phải lấy bình xe máy ra nổ thôi. Đây anh em mang cả bộ sạc đi. Cứ mỗi lần nổ xong là anh em lại cắm sạc. Vì nổ máy phát xong là có thể rút bình ắc quy ra mà. Sạc tiện sạc cả pin máy quay luôn. Nó chắc là muốn hỏng rồi. Nhát với điện lắm, để chưa giật mấy lần. Nước nổ được một cái xong rồi lại yếu rồi quá cái bình kia này. Bình lúc sáng nổ mà. Bình này sẽ mấy vấn đề.
Đây chiều nay lại có thêm hai đồng chí đến làm. Chiều đi bù công à? Đây đứng ở góc này thì các bác có thể thấy là hai bên đầu cống thì nó rất là quang và rộng rãi hơn trước rất nhiều. Còn nhớ những ngày đầu tiên anh em xuống thì con đường nó bé lắm, bé và hai bên nó rậm rạp. Đầu này nó còn cua nhiều nữa cơ, cua hẳn xuống suối. Bây giờ nhận được sự giúp của các mạnh thường quân và lòng nhiệt tình phấn đấu làm việc của bà con nên là công trình nó trông mỗi ngày một khác hơn các bạn. Nhìn đẹp và hoành tráng hơn những ngày đầu tiên. Quỳnh còn nhớ những ngày đầu tiên anh em vào thì bà con còn gặt ở trong phía trong đường vào bản ấy. Xong rồi bà con còn chở thóc, chở lúa đi qua con suối này rất là vất vả. Bây giờ chỉ còn những công đoạn cuối cùng rồi. Bà con sẽ có một cây cống, một cây cầu bền vững để đi lại an toàn. Và các em nhỏ đấy, các em nhỏ, cháu nhỏ đi học. Từ khi em bắt đầu làm công trình cống nằm biếu này thì bây giờ bà con mới được công thứ 8, thứ 9 rồi các bạn. Vì ba bản mà, mỗi bản có rất nhiều tổ để thay phiên nhau. Có bản nằm biếu là đông tổ nhất cho đến nằm 10. Và bản kia thì có 2 tổ thôi. Tổng mình nhớ là 10 tổ. Mỗi tổ chắc đến giờ được khoảng độ 9 công, 10 công. Mỗi một người. Vậy là trong vòng hôm qua và hôm nay đã xây xong tường kè phía bên này rồi. Cái chỗ hố này thì anh Trinh xây để thoát nước nhé. Sau khi xong sẽ là một cái rãnh từ đây lên tiếp bên kia. Nếu mà có đủ chi phí anh em sẽ xây luôn cái rãnh đấy.
rồi mấy anh em sẽ xây tiếp phía cánh bên này cho cao lên, nó đang hơi thấp tí. Rồi các bạn, hôm nay công việc chỉ vậy thôi. Mai thì anh em sẽ cho lấp đất đầy cái chỗ đường dẫn này vào và bắt đầu làm sắt. Cắt sắt 6 kia đan sắt và để đan sắt mặt cầu để đổ bê tông các bạn. Giờ cũng khá muộn rồi, hơn 4 giờ rồi, anh mình sẽ mang phải nhớ về để edit video đăng cho các bác xem. Có lẽ video cũng tới đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo.